Khi mà sống ở Mỹ rồi, có rất là nhiều điều để cần mình khám phá, để mình biết thêm. Giống như có những cái mình đã đi rồi, đi trải qua rồi thì mình mới biết được. Người Việt của mình á là không mở tiệc ăn mừng trước khi sinh em bé, tại vì sợ sẽ không được may mắn, sẽ bị xui á. Còn người Mỹ thì ngược lại, người ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng trước khi sinh em bé. Hello, Nhung mến chào tất cả cô bán chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Đang chuẩn bị thay đồ để đi dự một cái buổi tiệc. Phong tục tập quán của người Việt mình là sau khi sanh xong thì mình sẽ có buổi giống như là tiệc mừng đầy tháng hoặc là thôi nôi. Nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có những cái buổi tiệc đó. Người ta sẽ làm trước cái ngày sanh, gọi là baby shower. Thì hôm nay Nhung sẽ dẫn cô bán chị mình đi để tìm hiểu thêm những cái nét đặc sắc văn hóa của người Mỹ ha. Trong khả năng hiểu biết của Nhung thì Nhung hiểu biết như thế nào Nhung sẽ chia sẻ cho cô bán chị mình. Rồi bây giờ mời cô bán chị mình theo Nhung nha. Hôm nay Nhung đi có một mình à. Hiện tại Nhung đang có mặt ở phía trước tiệm nail, nơi tổ chức buổi tiệc của cháu Nhung nè. Tại vì cháu Nhung đang làm mà nail cho tiệm này đó, nên là hôm nay tổ chức tiệc ở đây ha. Giờ Nhung mời cô bán chị mình cùng vào bên trong để khám phá nha. Dạ anh chị, em gọi chị không được. Ủa vậy hả? À, em gọi cho chị đi. Ủa anh Tư. Hai con. Hi. Oh, you're recording. Yes. Hai con. Làm đây đợi vậy. Chị của chị nè. Ờ chị. Lần đầu tiên mới gặp. Dạ, em cũng lần đầu tiên biết chị. Dạ. Chị cũng ở khu của em, State Land của em nhiều, còn chị đi xuống nữa đừng chết á. À. Gần đó luôn. Em ăn. Em còn tiếng mắm ngủ. Trời ơi, thích kinh không? Bắt học này. Đây. À, đây là chủ nhân đó. Chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Chủ nhân của tiệc ngày hôm nay. Em quay cái bụng hả chị? Bụng cưng ha. Mẹ nó lây trắng Việt Nam. Bà Việt Nam có một gia Việt Nam. Con trai Việt Nam nè, đó thì sao vậy nè. Có cái này đó, nghe nó giờ Oh, it's so cute. Như con làm. Ông ạ. Nhưng mà hết bên ngoài xin đồ ăn vô bỏ sao hai cái nữa. Hai cái nữa. Cái vô hết đi. Đi cao phụ nghe con ở ngoài nước không đó. I'll sample the food. Yes, food. Wow. Dang, you go. I look my eyes. Oh, sorry. No, 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 at once.
Mình đâu có gấp. À, cũng ít, cái đâu có đông lắm đâu. Cái này giống như chắc khách của tôi nó nhiều, khách với bạn tôi nó nhiều. Dạ dạ từ từ anh ăn sao đi cho người ta ăn trước đi. Để cho tôi nhìn kỹ lại mini nhìn giống mắt đó. Giống không? Giống 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 giống. Mấy người này là bạn của Lily hả? Bạn học hả? Có khách không? Hả? Có khách không? Hả? Những người có khách hả? Có xin mở. Chỉ con bé này chứ, em bé này. À. Còn hai nữa mà. Ba, bốn đứa tháng là rồi. Rồi ăn không quá trời? Dạ không. Cái này của chị Tư nướng rồi quá. À, chị Tư làm, hồi nãy lúc nãy chị Tư làm. Dạ, dạ rồi rồi. Để chả giò. Giò cho Tư mới chiên nữa. Cái này là bò hay gà đây? Bò. Gà kia gà đâm chung rồi. Dạ dạ. Một dĩa. Hey, long time I don't try your food. Yeah. Try it.
Dạ. Để từ đó. Món này dễ ăn nè. Dạ đúng rồi, món này ngon, nãy giờ em ăn hết đi. Có cái món này khó ăn quá, ăn đi một mình quá. Nó mặn. Mommy. You like it? No, I just try because my sister say it's good. Yeah, I don't know. Oh, she makes it. Yeah. This one and me, mommy. Like we show, right? I think it, I don't know who made it, so I don't know. What's that? Like measuring. Oh. Right. Yeah. Okay, so now we walk around and have everybody look at you and guess. Yeah. Oh. What is it? That's the answer. So they just measured their strips with that. Còn phải thêm một cái tháp nữa mới được, cái thằng nó bị xếp ra. Nhà mình một tháp ở đây. Two more đi. Also, can you get to let us go home? I think his grandma wants to. Oh, grandma. Or the blue shirt? I don't know. Oh, this one. Bây ngoài ấm mà, ngoài ấm. Là nước uống nè. Ăn uống xong rồi giờ tới nhậu. Yeah.
Ok, để cho thầy Tím nói với mọi người. Anh Tư ở em về gì? Trước nha. Chị em về trước nha. Với em về nghe. Ok. 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 Ủa, anh Tư lấy cái chai mật ong cho nó. Ok, đây cái mật ong cho em đi. Anh ngồi anh về. Anh về uống. Dạ dạ, cảm ơn chị nha. Bye. Ok, bye bye. Xin vô đây đó. Đây phải không chị hôm nay hả? Rồi. Nó có mật ong với gừng sẵn rồi. Rồi rồi. Ok, okay. Cảm ơn nhiều nha ba. Okay. Bye bye Sophia. Thôi vô đây rồi. Vô đi. Dạ. Về đến nhà rồi cô bác anh chị ơi. Nói chung ngày hôm nay không có được khỏe lắm. Mấy hôm nay Nhung bị cảm, bị ho cô bác anh chị. Cái giọng Nhung không có tốt lắm. Nhưng mà không đi thì không được. Tại vì đây là mấy đứa cháu mà Nhung cảm thấy giống như thương nhất cô bác anh chị. Nếu mà cô bác anh chị nào đã xem video trước của Nhung á, giống như mấy năm trước, thì sẽ thấy mấy đứa cháu này hồi trước hay đến nhà Nhung ở chơi á, là ba đứa nhỏ cô bác anh chị. Ba đứa mà giống như kiểu lai Ấn Độ, lai Mỹ Đen á. Thì đây là bà con bên ông xã Nhung. Từ lúc Nhung chưa làm YouTube là mấy em này đã đến nhà Nhung rồi. Ở những ngày cuối tuần, giống như là chiều thứ sáu thì anh xã Nhung đi làm về xong là anh xã Nhung đến nhà đón ba đứa này đến nhà Nhung chơi. Rồi sau đó chủ nhật thì mẹ của mấy đứa nhỏ này á đi làm xong rồi đến rước về. Hoặc có khi là Nhung đưa về. Cũng tùy theo ha. Nhưng mà tụi nó thích qua nhà Nhung chơi. Cái kiểu qua nhà Nhung ở thường xuyên cô bác anh chị, giống như hai chồng Nhung cũng mến, cũng thương. Mà mấy đứa cháu này cũng thương hai chồng Nhung lắm. Hôm nay em có em bé đó, rồi mở tiệc ăn mừng em bé nên là buộc lòng Nhung phải đi. Hai vợ chồng Nhung thì anh xã Nhung không đi được thì Nhung bắt buộc phải đi. Không đi thì cũng tội nghiệp nó, tại vì nó cũng thương mến mình, quý hai chồng Nhung mới mời, mới nhắc này kia, mình không đi thấy cũng tội nghiệp. Nên là thôi Nhung cũng cố gắng đi. Ta có thiết kế những cái trò chơi thế này thế kia cho vui đó. Nhưng mà Nhung thì không ở lại hết buổi tiệc, tại Nhung cũng không được khỏe lắm nên thôi Nhung đi về. Lúc nãy trong đó thì cũng hơi ồn. Do nhiều người rồi kiểu cũng hơi chật chội đó cô bác anh chị. Tại vì tổ chức tiệc này trong cái tiệm nail luôn. Lúc mà Nhung xuống thì còn một hai khách đang làm. Khi mà làm xong rồi mới quét dọn dẹp xong, sau đó mới gom bàn, đâu bàn này kia lại, mới bài biển đồ ăn này kia ra rồi ăn. Đây cũng là lần đầu tiên Nhung đi dự một cái buổi tiệc mà gọi là baby shower. Có nghĩa là buổi tiệc ăn mừng em bé trước khi sanh. Không ngoại lệ, buổi tiệc ngày hôm nay thì cũng mỗi người nấu một món mang đến để giống như kiểu chung hùng lại nhau ăn đó. Thì lúc nãy chị dâu Nhung có chia sẻ, chị dâu Nhung nấu 3 món. Lúc nãy Nhung có gặp chị dâu Nhung cũng cho thuốc nè cô bác chị. Bữa giờ Nhung uống thuốc nhiều quá rồi mà không có hết. Kiểu Nhung nghe mình không uống kháng sinh á. Kháng sinh này của bên Việt Nam chỉ mang qua. Đây là thuốc kháng sinh mà ở Mỹ không thể tự ý mua được nên cô bác chị. Đó là thuốc Ampicillin này ha. Thường mấy cái thuốc kháng sinh này á là ở Việt Nam mình ha, muốn mua bao nhiêu dĩ thì ra tiệm thuốc Tây nói là người ta bán ha. Nhưng mà những cái thuốc kháng sinh này nè, giống như Ampicillin, Tetracycline, Amoxicillin này kia ha, là những cái thuốc mà giống như thuộc cái nhóm họ kháng sinh á, thì mình không được tự ý mua ở Mỹ. Phải có đơn của bác sĩ hết. Mà thường những cái người bị viêm cô bác anh chị, giống như là Nhung bị viêm Amidan, bị viêm họng nè, uống thuốc gì cũng không bằng kháng sinh hết, phải có kháng sinh thì mới nhanh hết. Và thêm một cái nữa Nhung muốn chia sẻ ở đây, nó rất là hay cô bác anh chị. Trước khi buổi tiệc ăn mừng này diễn ra thì nhỏ cháu Nhung có lên một kế hoạch, rồi giống như theo kiểu người Mỹ cô bác anh chị, lên một kế hoạch, một danh sách là khi mà sinh em bé thì sẽ cần những cái đồ gì đó. Sẽ thiết kế ra một cái website gọi là Baby List, là có nghĩa là những cái dụng cụ, những cái gì mà cần sử dụng cho em bé thì sẽ được liệt kê trong đây. Và danh sách này sẽ được gửi cho từng người, những người mà sẽ được mời để đến dự cái buổi tiệc đó. Cô bác anh chị mình thấy ha, đây là bé mà Nhung mới vừa đi ăn tiệc mừng xong. Thì đây là cái danh sách nè cô bác anh chị, những cái sản phẩm này sẽ cần cho em bé sắp tới đó. Thì thí dụ như cái này bán ở đâu, giá bao nhiêu tiền nè cô bác anh chị thấy không. Cái bình này giá 4 đồng mấy, ở đâu bán nè, đây ở đây là Walmart ha. Có một cái rất là hay mà Nhung hồi trước giờ là Nhung chưa từng đi baby shower nên Nhung không biết. Hôm nay Nhung đi Nhung mới thấy để ý là biết. Giống như cái này đó, cái này 20 mấy đồng. Cái này là giống như cái bình hâm sữa cô bác anh chị. Nó cái bình hâm sữa bán ở đâu ha, giá bao nhiêu tiền. Thì những cái này là có 3-4 tiệm bán cũng liệt kê cho mình thấy nè ha. Ở Target nè, Walmart, Amazon. Nó cái giống như là bán ở đâu cho chỗ nào, bao nhiêu tiền đó. Thì nếu mà cô bác anh chị mình mua để làm quà, Nhung thấy rất là hay ha. Giống như cái quần này đi, mà Nhung bấm Nhung mua rồi á, thì nó sẽ tự động xóa trong cái danh sách này. Để người khác vào đây thì người ta sẽ mua những cái sản phẩm khác, để tránh trường hợp là mua trùng lập với nhau. Một thứ thì quá nhiều, một thứ thì không có đó.
Khi mà sống ở Mỹ rồi thì cô bác anh chị mình có rất là nhiều điều để cần mình khám phá, để mình biết thêm. Giống như có những cái mình đã đi rồi, đi trải qua rồi thì mình mới biết được. Giống như ngày hôm nay là lần đầu tiên Nhung đi tham dự cái buổi tiệc và baby shower đó cô bác anh chị. Lần đầu trong đời luôn. Người Việt của mình á là không mở tiệc ăn mừng trước khi sinh em bé. Tại vì sợ sẽ không được may mắn, sẽ bị xui á. Còn người Mỹ thì ngược lại, người ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng trước khi sinh em bé. Đó là cái nó chênh lệch khác nhau ha. Người Việt của mình thì sợ, rất là sợ không may mắn hoặc là bị thế này thế kia, xui xẻo. Nên là thường sẽ tổ chức tiệc ăn mừng sau khi sinh em bé xong. Có nghĩa là đầy tháng đó cô bác anh chị. Lúc đó thì sẽ nấu chè xôi, cúng kiến này kia kia nọ. Mời bạn bè này ngoài hai bên để đến để giống như chúc mừng, ăn mừng em bé. Còn người Mỹ thì người ta sẽ làm ngược lại, người ta ăn mừng em bé trước khi sinh. Đó là cái mình thấy khác biệt ha. Thì bởi nhiều khi mình phải có gia chạm, có tìm hiểu, có tiếp xúc này kia thì mình mới biết được. Nói chung là ở Mỹ thì có rất là nhiều cái văn hóa, cái nét đẹp văn hóa khác nhau mà mình chưa, Nhung thì Nhung chưa có tiếp xúc hết, chưa có khám phá hết. Thì từ từ Nhung sẽ khám phá và Nhung sẽ chia sẻ đến cho cô bác anh chị mình thêm ha. Thì đây là lần đầu tiên Nhung đi nên cũng hơi bỡ ngỡ và có những cái gì nó chưa có phù hợp, nó sai sót thì mong cô bác anh chị mình đóng góp ý kiến, xây dựng để Nhung có cơ hội học hỏi và rút kinh nghiệm nhiều hơn ha. Cũng xin cảm ơn cô bác anh chị mình rất là nhiều. Thôi thì đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ nha. Nếu mà yêu mến hai chồng Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung. Và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Giờ Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình trong những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.